Hello cả nhà và chúc tất cả mọi người đang xem video clip này có một đêm ngủ thật ngon, xem video thật vui nè. Và nếu anh em nào mà đã ngủ rồi thì sáng ngủ dậy nhớ bật video lên để xem clip ủng hộ mình nha. Và đêm nào cũng khá là khuya mình mới ra được clip cho anh em xem. Mong anh em thông cảm nha, vì công việc mình nó khá là bận rộn nên là mình không có ra video sớm được cho anh em nè. Rồi, hôm nay thì mình bị mất vị tướng tủ Tara của mình và mình quyết định cầm một vị tướng đấu sĩ khác để khắc chế vị tướng Tara này. Và con bài mình chọn hôm nay đó là vị tướng Anduin, một vị tướng đấu sĩ với khả năng công thủ toàn diện luôn, vừa có đam vừa có khống chế và kèm theo khả năng hồi phục cũng khá là tốt. Ok, và pha này có bạn gấu xuống ganh và mình đã lấy được chiến công đầu, lấy mạng đầu của bạn Tara nè. Hôm nay thì mình mang cho bạn Anduin một cái phép bổ trợ đó là tốc biến. Đáng lẽ mình sẽ đem đột phá như hồi nãy, lo soạn đồ á, tại nào giờ đấu chơi con này đó, soạn đồ nên là không có chọn lại một phá kịp. Đi tới với Tara thì mình chọn một phá nó sẽ tối ưu hơn nha. Con tướng này là một vị tướng hồi mùa rồi được tăng sức mạnh và khá là hot mid luôn. Với cái độ công thủ toàn diện của nó thì nó chơi được đa lane luôn nha. Nó cũng như Tara vậy, cầm đi rừng cũng được, cầm đi SP cũng được và cầm đi top cũng rất là ngon luôn. Con này á, chơi SP tốt hơn con Tara vì cái hiệu ứng khống chế khá là ngon luôn. Pha này quằn quại mà bạn Tara không chết rồi. Pha này có bạn mid xem bạn xuống ganh và mình đã hết chiêu, hết tốc biến luôn rồi. Có lẽ pha này mình sẽ nằm xuống tại đây rồi. Okay. Và mình sẽ cố gắng để trả thù nè. Về combo chiêu thức thì con này cũng khá là dễ chơi nên là anh em có thể đem vào test thử một hai trận gì đó rồi mình có thể đem ra đấu liền luôn nha. Con này rất là dễ chơi luôn nè. Để mình lên đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi con này nè. Cái chiêu 1 thì nội tại nó đánh vào trúng vào, đánh theo hướng chỉ định, nếu trúng vào tướng địch hoặc là quái, bất cứ mục tiêu nào mình tác động vào, đánh trúng mục tiêu thì mình sẽ được tích một lần nội tại và cái chiêu đó sẽ được sử dụng một lần nữa. Cái chiêu đó khi mà sử dụng kích hoạt sử dụng được một lần nữa thì nó sẽ có hiệu ứng hất tung nha. Còn chiêu 2 thì đập búa xuống đất và gây sát thương cũng như tạo một lớp giáp ảo ở một cái khu vực nhất định. Cái chiêu 2 cái tầm nó thì hơi nhỏ nha. Chiêu 3 thì mình thải một cây móc và lướt tới hướng chỉ định để mình mở combat. Cái chiêu 3 đùng để dành mình có thể là trốn chạy hoặc là mở combat cũng rất là tốt. Vị tướng này chiêu 3 cũng khá cơ động luôn. Đây là một đối thủ nặng ký của Tara luôn nha. Tara đấu nó ao nhây với nó thì có khi Tara sẽ không giết nổi nó luôn nè, tại cái khả năng gây đam của nó tốt hơn Tara, nhưng mà về độ trâu bò thì nó sẽ không trâu bằng Tara nè, hồi phục cũng không hồi phục nhiều bằng của Tara nữa. Nhưng Tara cũng là một vị tướng rất là khó chịu. Trận này đi Anduin thì mình sẽ lên một cây đao phi hồn để mình khắc chế hồi máu của con Tara này. Con này mà lên được cây đao phi hồn rồi thì Tara xác định luôn. Bước một mình sẽ lên nửa cây đao bảy, lên nửa đôi dài, xong mình lên xong cây đao phi hồn rồi mình
lên full là đôi giày nha. Mình với ta ra đánh thì kiểu như quằn quại luôn, hai con rất là câu luôn. Bạn biết tem bạn tính ra xúc mình nữa rồi, rất may là mình tốc biến kịp. Quá ghê gớm, một pha lao vào và băng trụ của bạn khỉ và bạn ấy đã nằm xuống tại chỗ luôn nha. Tara cũng rất là nôn nóng và băng trụ giết mình nhưng mà không kịp, không được, không đủ đam để giết mình. Ba này mình nó hết máu rồi, mình biến về nha. Tỷ số bây giờ là phút thứ 6 và mình đã có 5-1-3 rồi. Thì này khá là cao. Ok, và mình đã lên được một cây đao chi hồn đầu tiên rồi nè. Và bây giờ mình đang lên một cái giáp ghe để mình cũng tăng khả năng chống chịu khi mà gặp vị tướng Vera nè. Chứ không lên thủ phép thì Vera bay vô đập thế là chết liền. Tara cũng là một vị tướng rất là khó chịu với khả năng cấu rỉa của mình cũng như cái khả năng hồi phục và ao ngay đối thủ. Nhưng với cái kinh nghiệm chơi Tara khá là nhiều của mình thì mình có thể đối phó với Tara này một cách dễ dàng nha. Ok, và pha này thì có hai bạn quýnh mình và mình quyết định quất hai bạn luôn. Tara vẫn chưa cam tâm và quyết định ao nhay với mình nhưng mà vẫn không giết được mình. Trận này team mình chơi cũng khá là áp đảo team mạng nha. Tara cũng rất là hổ báo luôn, bay vô bữa mình lia lịa luôn. Và khi Tara bị chịu sát thương thì nó sẽ được tăng đam nha. Quên cầm con Arduin mà cứ bấm chiêu cuối, cứ ngỡ là mình đó bấm là mình sẽ hồi máu. Ai ngờ bấm vô nó không có hồi máu. Tại chơi vị tướng Tara khá là nhiều nên bị lậm rồi. Và đá gấu chạy đừng có đứng lại, chạy mà sừng 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 lại là nó bắn chết luôn rồi. Một pha nôn nóng của bạn Tara vào băng trụ các kiểu. Và sau pha nôn nóng ấy, bạn Tara vẫn chạy nhưng không thoát được. Ok, và team mình đã hạ được hai bạn team đối thủ rồi. I want.
Trận này mình quyết định tính lên trận chiến mới để xem sức mạnh của mình nó như thế nào. Hôm nay mình cũng có chơi mấy trận nhưng mà với cái kiếm đó mình chưa thấy được cái sự tối ưu của nó nên chơi cũng còn hơi dở nha. Tara khá là hổ báo, cứ bay vô quên chút mình vậy. Thì mình cho bạn chạy hộ một cái. Chơi vị tướng này thì mình phải biến về lìa lịa. Chứ chơi Tara là mình bao ao nhây luôn. Chơi hết chiêu thì cứ đứng đợi anti rồi hồi máu thôi. Mình cũng đang có một cái sự ép con Tara lợi thế nhất định rồi. Anh em nào mà lần đầu đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút like cũng như một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình, giúp kênh mau chóng phát triển nha. Nếu em thấy video hay và hữu ích thì hãy comment lại để cho mình biết. Ok, và Tara rất là hoàng ngoại nhưng mà không đánh vô nổi mình nha. Còn mình đánh thì vô đam khá là nhiều của bạn Tara nè. Ok, qua này tay mình đã mở combat và hạ được bạn Bia rồi. Xong. Và đó là 2 mạng, 3 mạng, 4 mạng của tay mạng rồi. Mình đang có con tà thần ở đây rồi, mình sẽ ăn một kết thúc trận đấu sớm luôn nha. Mặt trâu thì đánh lâu cũng chết thôi. Và có lẽ mình kết thúc trận đấu tại đây. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối clip nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.